Câu chuyện thứ 43. Ở cõi đời này trước được nghe thiên nhạc ở hư không. Lại nói về sư tỷ Thường Nga. Từ sau khi biết đi chùa lạy Phật, hai thời khóa sớm tối tụng kinh Di Đà, tụng đến rất thuộc, từng chữ rõ ràng, cho nên có mấy vị lão liên hữu đều thích nhờ bà dạy học kinh Di Đà. Khi bà tụng đến đoạn thường tác thiên nhạc xuất di diệu âm, bà thường nghĩ, nếu như trước khi chưa giảng sanh, trong đời này, ở cõi này mà có thể nghe được âm thanh di diệu của thiên nhạc, không biết sẽ thích thú như thế nào. Trong một mùa hè 10 năm trước, phía sau nhà của sư tỷ Thường Nga có trồng một vàng dưa leo, từng trái vừa to vừa non lủng lẳng. Lão sư tỷ mắt nhìn dưa vừa chín, muốn ăn thử quả dưa tươi mới, bèn kêu con dâu vào nhà bếp chuẩn bị trước. Tự bà đi ra vàng dưa, tự leo lên thùng phi xăng muốn hái dưa. Đang lúc hái hết trái này qua trái khác, vừa hơi không cẩn thận, cái thùng phi xăng không chịu được nặng, lão sư tỷ và cái thùng ngã lăn ra, nằm im dưới vàng dưa khoảng mười mấy phút. Con dâu của bà đợi trong bếp thấy lâu quá, nghĩ sao mà má chồng đi hái dưa lâu như thế mà chưa vào, liền đến vàng dưa xem. Vừa trông thấy sợ hãi thất sắc, liền miệng la lên: "Má, má!" Lại cho là bà bị chấn thương não, hôn mê ngã trên đất không biết gì nữa. Lúc đó đột nhiên sư tỷ chặn lại sự huyên náo của con dâu: "Đừng kêu la, ta đang yên tĩnh nghe tiếng nhạc hay ho kỳ diệu, nghe đến tinh thần sảng khoái, bị ngươi kêu là mất tiêu hết rồi." Con dâu của bà nói: "Âm nhạc ở đâu, sao con không nghe thấy?" Sư tỷ lại nói với tôi: "Lúc đó tôi ở dưới đất đứng dậy, dựng thùng phi xăng dậy xong, lại leo lên hái tiếp hai trái dưa, xong mới cùng con dâu đi vào nhà bếp đó." Bà lại nói: "Cho dù bây giờ nhớ lại lúc đó, thì âm thanh di diệu của thiên nhạc thật là ở thế gian chưa từng nghe qua, cho nên nói là một âm nhạc không thể nghĩ bàn." Tôi hỏi bà ta: "Cái âm thanh di diệu đó từ hư không đến, hay là âm nhạc phát ra từ chỗ nào đó?" Sư tỷ nói: "Lúc đó cảm giác như là ở trên đầu, nghe rất gần." Tôi nửa đùa nửa thật nói: "Vạn pháp do tâm tạo. Hồi xưa có một họa sĩ vẽ ngựa, ông ta suy nghĩ rất lâu về cách cấu tạo và động tác của ngựa, tự mình lại biến thành ngựa, chính là cái đạo lý này. Do gì chị suốt ngày nhớ tưởng, muốn nghe được thiên nhạc ở hư không của thế giới cực lạc ở Tây Phương, lâu dần bèn thật sự nghe được, có lẽ là tác dụng của tâm lý." Sư tỷ lập tức cải chánh nói: "Đích xác là cảm ứng của Phật A-di-đà. Nếu không thì lúc tôi ngã, dưới đất đều là đá gạch dở, lại ngay cả một vết thương trầy xước cũng không có. Lúc đó tôi đã là bà già 68 tuổi rồi. Nếu như không phải Phật A-di-đà đại từ đại bi gia hộ, làm gì có được êm thấm như vậy?" Chuyện thứ 44. Một tiếng Di Đà khiến xe được ngừng lại. Vị lão sư tỷ Thường Nga này còn có một người con gái lớn tên là Nhung. Mọi người đều gọi cô là A Nhung. Năm nay 43 tuổi, chồng cô là kỹ sư xây dựng, nhà ở Đài Đông. Cô A Nhung này từ lúc trẻ đã bị chứng bao tử thòng. Thầy thuốc Đông Tây trị hàng chục năm, những phương pháp bí mật hay những loại thuốc đặc trị đều không hiệu quả. Bệnh mãi đã đến gầy như que củi. 5 năm trước, sư tỷ Thường Nga đến Đài Đông thăm, thấy con gái bị bệnh bao tử nặng như thế, liền nhớ đến thuốc A Già Đà trị được muôn bệnh, liền khuyên con gái chí tâm niệm Phật và kể rất nhiều chuyện cảm ứng không thể nghĩ bàn nhờ niệm A Di Đà Phật. Dạy con gái phải gắng sức niệm thánh hiệu A Di Đà Phật làm cách trị liệu có hiệu quả nhất về mặt tinh thần. Sư tỷ ở Đài Đông mười mấy ngày thì nghe nói gần đó có một cơ sở liên xã Phật giáo, liền dẫn con gái đi đến đó lạy Phật, niệm Phật và quy y Tam Bảo. Từ đó về sau, con gái của bà đã là đệ tử Tam Bảo, là một vị tín đồ thuần thành của Phật giáo. Hai thời khóa sớm tối, dù bận gì cũng đều tham gia đầy đủ. Không biết lúc nào, bệnh bao tử đau khổ nhiều năm nay, rốt cuộc tiêu mất hết, sức khỏe hồi phục. Chỉ có trong một năm, do sự dẫn dắt của sư phụ và các liên hữu, cô ta chẳng những biết tụng kinh, xứng tán, tụng niệm hai thời sớm tối ở liên xã, mà ngay cả đến các pháp khí cũng đều học biết rành rẽ. Tục ngữ nói, Phật Pháp không phải việc khó,
chỉ sợ tâm không chuyên, thật là rất đúng. Sau khi A Nhung mạnh khỏe trở lại, gia đình ngày càng hưng long, mua thức ăn, làm việc gì thì dùng xe đạp đi. Hai năm gần đây, xe đạp bị chê và bị đào thải. Liền mua một chiếc xe gắn máy màu đỏ 50 phân khối, muốn đi đâu thì đi, vừa tiện vừa khỏe, suốt ngày rất vui vẻ, vừa làm Phật sự, vừa giúp nhiệm vụ cho chồng, nhất là nhiệm vụ người đàn bà trong gia đình, trong ngoài đều tương tất. Vào tháng 3 năm ngoái, một hôm hơn 8 giờ sáng, A Nhung như thường lệ chạy xe gắn máy muốn đến chợ mua đồ. Đi được nửa đường, bỗng nhiên chiếc xe gắn máy xảy ra sự cố, thắng tay thắng chân đều hư, không thắng lại được. Liền tức thời xe như con ngựa hoang xông xáo bừa bãi. Đại khái mỗi con đường ở Đài Đông đều chạy qua như dòng như gió, nguy hiểm suýt đụng chết một cô gái vùng núi. May mà cô gái né rất nhanh, chưa bị tai nạn. Lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, A Nhung trong lòng sợ đến nỗi mơ mơ màng màng, cũng không có cách gì, cứ chạy mãi. Lúc sắp xông vào một cửa hàng, trong khoảnh khắc sắp đụng vào một cây cột to trước cửa, thì trong miệng A Nhung bỗng nhiên kêu to một tiếng A Di Đà Phật. Nói ra cũng thật kỳ lạ, chiếc xe gắn máy đó lập tức thụt lùi lại. Lùi đến chính giữa đường lộ, chiếc xe tự động dừng lại. A Nhung vội vã xuống xe, sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, tim đánh thình thịch, trong miệng thì vẫn cứ niệm A Di Đà Phật không ngớt. Lúc đó rất nhiều người vây lại xem, người và xe không việc gì. Mọi người đều chúc phúc cho cô ta, nói là đại nạn mà không chết nhất định là có phước dày. A Nhung sau khi trải qua lần tiêu tai khỏi nạn này, liền nhớ lại mẹ có tâm từ bi khuyên cô niệm Phật. Trước thì hết chứng bệnh quái ác, tiếp theo lại được giải thoát lần tai họa ghê gớm này. Cho nên vô cùng cảm tạ, bèn nhờ người đến Đài Trung mời mẹ của cô đến ở chơi vài tháng. Chuyện trên đây là sư tỷ Thường Nga sau khi từ Đài Đông về đến cuộc họp liên nghị, chính miệng nói với tôi một sự thật niệm Phật cảm ứng của con gái bà. Câu chuyện thứ 45, Địa Tạng Bồ Tát chỉ điểm bình an. Thân là cội gốc của các khổ, vốn không đáng tiếc, nhưng thân có thể tải đạo, cũng không thể không trân trọng. Những lời này là những lời của các bậc đại đức thời xưa tả về cái thân này của chúng ta, là cái thân nghiệp báo chứa nhóm những tội ác. Sống trên cõi đời chẳng qua chỉ dài 10 năm ngắn ngủi, đâu đáng quý trọng. Nhưng nếu muốn được giải thoát thì phải mượn giả tu chân. Chẳng kể là tu học Phật Pháp hay lạy Phật, niệm Phật, đều phải nhờ vào thân này. Lúc tự mình gặp phải tai nạn nguy khổ thì tự mình niệm Phật, tự mình được cứu. Không tin, hãy xem chuyện dưới đây. Vào 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 12 tháng 6 âm lịch là ngày hội giảng kinh định kỳ của ban song tu của liên xã. Đến 5 giờ giảng xong, sau khi niệm kệ hồi hướng, bỗng có một vị thính chúng mới đứng dậy hướng về mọi người nói: nhà tôi ở hợp tác Tân Thôn, chồng tôi họ Hàng, tôi hiện muốn đem chuyện cảm ứng chính tôi đã trải qua báo cáo cho mọi người nghe, để đáp tạ ân đức của Phật A-di-đà và Địa Tạng Bồ-Tát. Bà Hoàng kể: vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 54, tôi có một lần đi du lịch ở Đài Bắc, ở chợ gặp một người gánh một cánh rùa chào mời, hỏi tôi muốn mua rùa không. Tôi liền nói với anh ta: tôi là người xứ khác, mua rùa làm gì? Tôi chơi ở Đài Bắc 2 ngày, về đến Đài Trung, qua ngày sau thì ở chợ Đệ Nhất lại gặp người bán rùa ở Đài Bắc. Bị anh ta nhìn thấy, lại kêu tôi và nói: bà ơi, ở Đài Bắc bà nói bà là người xứ khác, bây giờ bà đã về nhà rồi, bà nên mua đi. Tôi bỏ tiền ra 50 đồng, mua 4 con rùa đem về nhà, đưa cho con dâu bảo nó đem bỏ ở miếng đất trống phía sau nhà để nuôi, hàng ngày cho ăn lá cải và cơm. Có một hôm tôi không có ở nhà, con dâu tôi liền bắt một con rùa ra giết. Đứa con gái nhỏ 15 tuổi của tôi ở bên nhìn thấy thì sợ quá, co rút hai tay ra phía sau đối với con rùa rằng: rùa ơi, tay của tao bị người ta cột rồi nên không thể cứu mày được. Lúc tôi về thấy một con rùa bị giết, liền quở trách con dâu rằng: mua rùa về là để phóng sanh, không phải để cho cô giết ăn. Đêm đó tôi nằm mộng thấy một người nói với tôi: tai họa của bà đến rồi.
lúc thức dậy, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên. Đứa con gái nhỏ của tôi 3 năm trước là 15 tuổi, học tiểu học. Sau khi nhìn thấy cảnh giết rùa, một buổi sáng 3 ngày sau, lúc nó chạy xe đạp đi học ở đường tự do thì bị một chiếc xe ba gác máy chở heo đụng ngã. Người lái xe ba gác đó nhìn thấy cô bé lúc cả người lẫn xe ngã bên đường, trong miệng vẫn còn la to 3 lần: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi trong miệng chảy ra rất nhiều nước dãi, trong lỗ tai lại chảy máu ra, liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. May mà anh lái xe ba gác máy đó tức khắc nhảy xuống bồng nó lên, đón taxi đến bệnh viện khoa ngoại Trọng Tân. Bác sĩ nói xương đầu đã dở và ra máu, không dám nhận trị. Anh lấy xe đó lại đưa nó đến bệnh viện khoa ngoại Lý Hữu Kiếp. Bác sĩ Lý vừa xem cũng nói thương thế rất nặng, đầu dở, máu chảy, bất tỉnh nhân sự, hãy nhanh chóng đưa đi bệnh viện tỉnh lập, bệnh viện nhà nước ở Đài Trung. Anh lái xe lại đưa nó đến khoa ngoại của bệnh viện tỉnh lập. Anh lái xe năn nỉ bác sĩ: trong nhà cô bé này chắc chắn có người tin Phật. Đang lúc hai xe đụng nhau, trong miệng cô ta vẫn còn la to A Di Đà Phật luôn 3 lần, rồi mới chảy nước dãi và hôn mê luôn. Xin bác sĩ nhanh nhanh chích thuốc cấp cứu giùm. Lúc cô bé cấp cứu ở bệnh viện, may mà có một nhân viên trong cửa hàng bán gạo nhận biết nó, liền chạy đến nhà của tôi ở hợp tác xã Tân Thôn cho chúng tôi hay về việc tai nạn xe. Vợ chồng tôi tức thời đến bệnh viện xem, chăm sóc. Lúc đó con bé còn có hơi thở thoi thóp yếu ớt, máu trong lỗ tai vẫn còn chảy ra mãi. Lúc đó người làm cha mẹ mắt nhìn thảm trạng của con gái như thế, thật đau lòng, không dám nghĩ sẽ hồi phục lại như cũ. Bác sĩ cũng không dám đảm bảo về tính mạng. Tất cả bà con bạn bè đến thăm hỏi an ủi cũng đều nói lành ít dữ nhiều. Mãi đến ngày thứ 6, tính từ hôm vào viện, vẫn cứ trầm trọng như thế, không có một chút biến đổi nào khả quan. Nhưng kỳ tích không thể nghĩ bàn, khiến người khó tin nổi, cuối cùng đã xảy ra. Vào cái ngày thứ 6 đó, trong đêm lúc tôi đang nửa thức nửa ngủ, thì nhìn thấy một vị Bồ Tát tướng mạo trang nghiêm đến bên giường bệnh nói với tôi: ta là Địa Tạng Bồ Tát đến báo tin cho người. Con gái của người rất có căn lành, hiện đang ở chỗ của Phật Tổ, ngày mai sẽ trở lại. Nó sẽ còn mau lành bệnh hơn những người bệnh khác trong phòng nữa, ngày mai có thể xuất viện. Sau này thân thể mạnh khỏe, bình an vô sự. Nói xong phất phới bay đi. Lúc tôi đem cảnh trong mộng này nói với chồng tôi, hai người đều nửa tin nửa ngờ, hầu như cho là không thể có việc dễ dàng cho mình như thế. Qua ngày thứ 7, con nhỏ vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh. Nếu như thế, tôi là kẻ nằm mộng mê mờ. Nhưng ông ta lại nói với tôi là Địa Tạng Bồ Tát đến chỉ điểm cho tôi mà, nói nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc đó chồng tôi đang ngồi một bên giường của con gái, thì bỗng nhiên cánh tay phải đã một tuần không có nhúc nhích, giở lên rờ rờ mặt của ba nó. Tay trái cũng đồng thời giở lên, hai tay rờ rờ mặt ba nó một hồi. Lúc rờ đến cái cà vạt, liền cuốn tròn cái cà vạt lại, rồi mở mắt ra, mặt mày hớn hở kêu lên: ba! Lúc đó người làm cha mẹ nhìn thấy con gái đã nói chuyện được, con ma bệnh như biến mất, nỗi vui trong lòng thật khó tả. Con nhỏ lại nói: con không có bệnh gì hết, tại sao lại nằm bệnh viện? Liền liến thoắng đòi về nhà. Ngay trong buổi chiều hôm đó, cuối cùng thật sự xuất viện về nhà. Con bé từ sau khi về nhà, tinh thần mãi đến nay rất tốt, trí huệ lại tăng trưởng, hiện học trung học thành tích lại hạng ưu, dung mạo cũng thay đổi xinh đẹp phước tướng. Phật Bồ Tát đại từ đại bi khiến cho nó khởi tử hồi sinh, thật là không thể nghĩ bàn. Truyện thứ 46, chí thành niệm Phật được vãng sanh với sắc diện hoàng vui. Lại nói về bà Hoàng, bà ta lại kể với mọi người rằng gần nhà của bà có một tiệm uống tóc của ba chị em mở ra. Mọi người đều gọi mẹ của ba chị em là bà chủ, thành ra cũng không biết tên họ ai hết. Do vì mẹ của ba chị em muốn đi theo ngoại đạo, nên bà Hoàng đến dẫn dắt bà ta theo Phật, kể cho bà ta nghe rất nhiều sự tích cảm ứng, và mời bà ta đến nhà tham bái tượng Phật trang nghiêm. Mẹ của ba chị em đó thấy bà Hoàng có hai sâu chuỗi treo trên tường, liền nói:
bà có hai xâu chuỗi, cho tôi một xâu được không? Bà Hoàng liền nói, không được, không được, để hôm khác tôi đi tìm một xâu cho bà. Bà Hoàng lúc đó cười cười nói, tôi thật sự lúc đó có chút bỏng sẻn. Qua mấy ngày sau, đúng hơn 5 giờ sáng, đứa con trai kế của bà Hoàng vừa mở cửa liền lớn tiếng kêu lên, má à, xâu chuỗi của má làm sao mà rớt bên cửa nè. Bà Hoàng vừa ngồi dậy bước xuống giường, bèn chân không chạy đến cửa xem, đúng là một xâu chuỗi. Hai tay nhặt lên xem kỹ, đúng là một xâu chuỗi hạt bồ đề thật, 108 hạt. Lại có đến một miếng nhỏ tượng Tây Phương Tam Thánh. Lúc đó trong tâm bà Hoàng nghĩ, hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng, không biết người tu hành ở đâu đánh mất xâu chuỗi, hiện chắc chắn đang rất lo. Bà nghĩ tới nghĩ lui, hay là đem xâu chuỗi đến bến xe công cộng, đưa cho cô nhân viên làm việc ở đó. Và cô trưởng trạm xe nói, xin đem xâu chuỗi này treo lên lồng đèn sắc mời nhận, nếu như người nào đánh rơi lại nhìn thì trả cho người ta. Nhưng qua 3 ngày, lúc bà Hoàng trở lại bến xe xem thì xâu chuỗi vẫn còn treo y nguyên chỗ đó. Có một anh tài xế nói với bà ơi, tôi muốn xâu chuỗi đó, bà cho tôi được không? Bà Hoàng nói, không được, không được, xâu chuỗi này là của mẹ ba chị em xin, có lẽ là Phật A Di Đà đưa đến cho bà ta đấy. Nói chưa dứt lời, thật rõ khéo, mẹ của ba chị em đã đến trước mặt. Bà Hoàng liền lấy xâu chuỗi cho bà ta. Bà mẹ của ba chị em hai tay tiếp lấy, vui mừng hớn hở, luôn miệng cảm tạ lòng từ bi của Phật. Lại nói về ba chị em đó, còn có một bà nội đã 84 tuổi, bệnh tật triền miên suốt mấy tháng, đã đến lúc nguy kịch khó chữa, khoảng 5 ngày rồi không ăn được gì. Ngày qua đêm lại, tinh thần rối loạn điên đảo, kêu nói lung tung. Mẹ của ba chị em liền nghĩ đến phải mời bà Hoàng đến nhà hỏi thăm ý kiến xem phải làm thế nào. Bà Hoàng đến ngay nhà họ, vừa xem người sắc mặt chung hiện ra những tướng xấu như thế, tức thời gọi con cháu cả nhà tề tựu lại, nói với họ rằng tất cả đều phải chí thành chắp tay ở bên bà cụ niệm A Di Đà Phật. Nếu ai không biết niệm thì chỉ cần niệm theo tôi, từng câu không được lộn lạo, niệm phải cho rõ ràng, có quy củ. Thật là Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Mọi người niệm được hơn một tiếng đồng hồ, thì gương mặt nhăn nhó khó coi của bà già lúc nãy bỗng nhiên đổi ra vui vẻ hòa nhã, trong miệng cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cả nhà trong thế cảnh này, trong lòng ai nấy đều rất vui mừng. Niệm tiếp mãi hơn 10 phút sau, thì bà được an nhiên vãng sanh. Bà Hoàng lại dạy họ, người mất sau khi hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật không được gián đoạn. Cả nhà ba chị em đối với bà Hoàng thật là mang ơn vô cùng, bởi vì bà đã cứu được bà nội của họ thoát ly được biển khổ.